Hắc ám Tây Du hồi thứ 125, Hoàng Tuyền tạo hóa quả. Nghe Tề Chiếu nói xong, Tô Ngộ Không có chút giật mình, lai lịch của thứ quả này quá lớn. Nhớ năm đó, sư đồ Tô Ngộ Không một đoàn người sang Tây Thiên Thỉnh Kinh, lúc đi ngang qua Ngũ Tràng Quán, bởi vì một loạt nguyên nhân. Đầu tiên là trộm 3 viên nhân sâm quả, về sau dưới cơn nóng giận, hầu tử đã lật luôn cả gốc cây, về sau còn bị Trấn Nguyên Đại Tiên đánh cho một trận. Nhưng đem ra so sánh, cùng Hoàng Tuyền tạo hóa quả của Hoàng Tuyền thế giới, thật đúng là tiểu đà tiểu nháo. Cái này nếu như bị phát hiện, không những bọn người mình sẽ bị triệt để gạt bỏ, thậm chí ngay cả bản cổ giới đều sẽ bị hủy diệt. Nhưng chẳng lẽ Tô Ngộ Không sẽ sợ sao? Đáp án rất hiển nhiên, Tô Ngộ Không cho tới bây giờ cũng không biết sợ là gì. Năm đó một người đại náo thiên cung, hắn cũng chưa từng sợ qua. Năm đó đi về Tây Thiên, trên đường vô số yêu ma quỷ quái, hắn cũng chưa từng sợ qua. Coi như là về sau dẫn đầu yêu tộc thảo phạt tiên đình, hắn vẫn hiền ngang như vậy. Chỉ bất quá, ngay cả chính Tô Ngộ Không cũng không có phát giác được, chính là tại sâu thẳm trong nội tâm của hắn vẫn còn có chút e ngại. Hắn sợ bản thân vĩnh viễn sẽ không cách nào rời đi khỏi nơi này. Hắn sợ vĩnh viễn mất đi sư phụ cùng sư huynh đệ. Hắn sợ đám hầu tử hầu tôn trên Hoa Quả Sơn bởi vì không còn đại vương thống lĩnh mà bị khi phụ. Hắn sợ khi phàm hình hóa thành hình người, sau đó lại tìm không thấy mình. Cho nên những thứ này ở sâu trong nội tâm ẩn tàng e ngại mới là nguyên nhân khiến Tô Ngộ Không một mực e ngại, có đi mà không có về. Bởi vậy, coi như Hoàng Tuyền tạo hóa quả này lai lịch cùng quan hệ lớn hơn nữa, Tô Ngộ Không cũng sẽ không để ý. Cho nên, sau khi Tề Chiếu nói xong, Tô Ngộ Không chỉ thoáng suy nghĩ một chút, liền trực tiếp vươn tay, cầm lấy một quả tung lên, liền muốn nuốt xuống ngay. Nhìn thấy Tô Ngộ Không bỗng nhiên cầm một quả muốn ăn, Tề Chiếu bị dọa đến mức quá sợ hãi, vội vàng đưa tay ngăn lại. Mà một bên Thảo Mai cũng là giật mình kêu lên, chẳng qua nhìn thấy Tề Chiếu ngăn cản Tô Ngộ Không, mới thở dài được một hơi. Tên hầu tử khốn kiếp, người kém chút liền hại chết mọi người, may mắn tay ta nhanh, không phải vậy chúng ta liền đã xong. Tề Chiếu cầm lấy Hoàng Tuyền tạo hóa quả, kiểm tra một hồi, thì thấy nó vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này mới dùng tay vỗ vỗ ngực trách cứ. Mặc dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng Tô Ngộ Không biết mình chỉ sợ kém chút lại phạm vào một sai lầm lớn. Thế là đưa tay gãi đầu một cái, sau đó một mặt xấu hổ hỏi, tại sao cái quả này hẳn là còn có bí ẩn gì nữa? Ta còn tưởng rằng nó giống như quả đào, trực tiếp cắn vài miếng là xong. Tề Chiếu cũng biết Tô Ngộ Không là bởi vì chưa rõ sự tình ở trong đó, bởi vậy cũng không nói thêm gì, mà là liếc mắt nhìn qua bên cạnh, hàm ý muốn để Thảo Mai nói. Thảo Mai cũng gật đầu tiếp lời, Hoàng Tuyền tạo hóa quả, nếu như ăn trực tiếp, khi ngươi đặt ở bên trong miệng một khắc này, liền sẽ bị Tuần Thiên Giả phát giác được, khi đó cũng là thời điểm chúng ta bỏ mạng. Muốn sử dụng nó thì phải trong giai đoạn khi ngươi tấn cấp Cửu Văn Chí Tôn, từ đó đạt được vũ trụ pháp tắc cùng thiên địa tạo hóa chi lực tẩy lễ, đem nuốt vào, như thế thiên địa tạo hóa chi lực che giấu đi mới không bị phát giác. Còn nữa, hãy đem khối thiên bi kia của ngươi lấy ra, dùng thiên bi chấn áp tạo hóa chi lực của ba quả này, không phải vậy khi ta rời đi, khí tức của nó liền sẽ bại lộ. Nghe Thảo Mai giải thích, Tô Ngộ Không mới biết được bản thân suýt nữa đã hại chết cả đám người mình. Thế là cũng không nhiều lời, trực tiếp tế ra chấn giới thiên bi. Thế nhưng khi xuất ra thiên bi sau đó, hắn lại do dự. Thế nào, nhanh lên, dùng thiên bi đến chấn áp đi, lồng ánh sáng của ta rất nhanh liền mất. Thảo Mai nhìn thấy Tô Ngộ Không xuất ra thiên bi lại còn do dự, thế là mở miệng thúc giục nói. Không phải không chấn áp, mà là ta đây không biết chấn áp thế nào. Vừa sốt ruột, Tô Ngộ Không trực tiếp gọi mình là ta đây. Từ khi yêu tộc phản công thiên đình, đại chiến thất bại sau đó, Tô Ngộ Không vẫn cố ép buộc bản thân phải chín chắn hơn nữa, muốn trở thành một kẻ có thể suy nghĩ thấu đáo, không còn múa xưng hô như lúc còn ngang tàng làm đại vương nữa. Cho nên liền cả cách xưng hô đều sửa lại. Chỉ là vừa mới lúc này quá sốt ruột, liền lại xưng bản thân là ta đây. Nghe Tô Ngộ Không nói, Tề Chiếu cũng rất thông cảm, bởi vì lúc trước hai người đã từng nói qua sự tình về Hoàng Thổ Thiên Bi, mà lại Tô Ngộ Không xác thực cũng không biết dùng thiên bi để chấn áp tạo hóa chi lực như thế nào. Nếu quả như thật đem thiên bi đập xuống, đoán chừng kết quả duy nhất chính là đem ba viên Hoàng Tuyền tạo hóa quả biến thành nát bét mà thôi. Thảo Mai lắc đầu trầm thấp thở dài, sau đó trên ngón tay út pháp quyết liên động, một chuyện khiến Tô Ngộ Không phải khiếp sợ đã phát sinh. Chấn giới thiên bi vẫn còn đang ở trong tay của Tô Ngộ Không, vậy mà tự hành chấn động,
sau đó phát ra thanh âm như tâm tình vui sướng, trực tiếp bay đến bên cạnh Thảo Mai, sau đó vòng quanh Thảo Mai không ngừng xoay tròn. Tôn Ngộ Không chính là lần đầu tiên nhìn thấy chân giới thiên bi như thế này, thật giống như đang gặp lại một lão bằng hữu cách xa đã lâu. Tôn Ngộ Không chấn kinh, ngay cả Tê Chiếu cũng là giật mình hết sức. Thảo Mai này rốt cục có lai lịch như thế nào? Không những đối với Chí Tôn Trì hết sức quen thuộc, mà lại còn có thể lấy được 3 viên hoàng tuyển tạo hóa quả. Đây là thứ mà ngay cả Tê Chiếu khi còn sống có muốn cũng không chạm đến được. Làm ra những chuyện này ắt hẳn không thể là một người bình thường. Hiện tại tiểu nha đầu này thậm chí đã có thể điều khiển cả chân giới thiên bi. Phải biết thiên bi đã nhận Tôn Ngộ Không làm chủ, không có Tôn Ngộ Không đồng ý, coi như là cả mấy vị giới chủ còn lại cũng đều không có cách nào khống chế. Ngược lại sẽ còn bị thiên bi phản vệ làm chấn thương. Thế nhưng trước mặt tiểu nha đầu này rõ ràng không có sự đồng ý của Tôn Ngộ Không, chỉ là ngón tay một điểm kết ra mấy cái pháp quyết. Sau đó bia đá kia tựa như trông thấy người quen cứ thế bay đến. Nếu không phải Tê Chiếu đã từng thấy ngự thổ giới giới chủ, mà lại 10 phần khẳng định vị giới chủ kia đã là hồn phi phách tán, không có khả năng còn tồn tại được linh hồn, chỉ sợ đều sẽ hoài nghi tiểu nha đầu này chính là ngự thổ giới giới chủ. Chẳng qua mặc dù không thể nào là giới chủ, nhưng trong ngự thổ giới có thể điều khiển chân giới thiên bi vẫn còn có thêm một người. Chẳng lẽ Thảo Mai này chính là nàng ta? Tê Chiếu càng nghĩ càng thấy có khả năng. Trước đó hắn vốn đã hoài nghi tới, chẳng qua là không có chứng cứ xác thực. Hiện tại tất nhiên đã có thể xác định được. Nếu quả như thật là người đó, vậy sự tình này cũng không có gì kỳ quái. Ngay khi Tê Chiếu phi tốc suy nghĩ, đồng thời Thảo Mai cũng đã khống chế chấn giới thiên bi, trôi lơ lửng ở phía trên 3 viên tạo hóa quả. Sau đó, một cột sáng nhỏ hoàng sắc đường kính tầm 1 trượng từ dưới đáy chấn giới thiên bi lộ ra, đem 3 viên tạo hóa quả phủ kín vào bên trong, mà lại ngay cả phía dưới mặt đất cũng hoàn toàn bị quang mang bao bọc. Như vậy, 3 viên tạo hóa quả liền đã ở vào bên trong một không gian hoàn toàn khép kín. Lồng ánh sáng này sẽ không ngăn cản 3 người các ngươi tiến vào. Khi nào trong các ngươi nếu ai cảm thấy mình chắc chắn có thể đột phá, hãy đi vào trong, sau đó nuốt lấy tạo hóa quả. Ngàn vạn lần phải chú ý, đừng để cho mấy quả này rời ra khỏi cột sáng, không phải vậy chúng ta liền xong. Nói đoạn, Thảo Mai nhìn về 3 người phất phất tay, sau đó đi đến bên cửa sổ, xoay người lại nhảy ra ngoài. Chẳng qua, ngay khi Thảo Mai đi ra, đồng thời trong đầu Tê Chiếu chuyển đến một thanh âm. Tê Chiếu, hy vọng người có thể giữ bí mật về thân phận của ta. Đương nhiên, thân phận của người ta cũng sẽ giữ kín. Trên mặt Tê Chiếu biểu lộ một tia ngưng trọng, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Sau đó 3 người Tôn Ngộ Không lại trao đổi một ít cảm ngộ. Nghỉ ngơi một ngày sau đó, 3 người lần nữa điên cuồng tu luyện. Không chỉ là 3 người bọn hắn, tất cả những người tiến vào Chí Tôn Trì này, chỉ sợ cũng chỉ có Tiểu Hồ Ly cùng Thảo Mai không có ở bên trong tháp tu luyện. Chỉ là mới vừa nhắm mắt lại chuẩn bị tu luyện, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên lại mở hai mắt ra. Bởi vì hắn chợt nhớ tới vừa rồi một mực bị hoàng tuyển tạo hóa quả kia cùng cái gì đó gọi là tuần thiên giả hấp dẫn, nên đã quên mất hỏi Tiểu Hồ Ly đang ở đâu. Chẳng qua nếu Thảo Mai chưa hề nói thì hẳn cũng là vô sự, chắc hẳn lúc này cũng đang ở một nơi nào đó tu luyện. Nhìn ngoài cửa sổ kia vô hạn tinh không, Tôn Ngộ Không dùng mắt chừng mắt nhìn. Giờ khắc này trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên rất nhiều cảm khái. Thời gian quả nhiên là một tên sát thủ vô hình nhất. Nhớ năm đó bản thân mình vẫn là một con khỉ nhỏ ở tại Hoa Quả Sơn, vô ưu vô lo, mỗi ngày du sơn ngoạn thủy sống phóng túng. Thế nhưng nào ai có thể biết được về sau vậy mà phát sinh nhiều chuyện như thế. Làm Tôn Ngộ Không đều không có thời gian mà dừng lại, chỉ có thể hoặc là bị phá, hoặc là tự nguyện tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Cảm giác này tựa như là phía sau có một bàn tay vô hình đang tìm mọi cách đẩy Tôn Ngộ Không tiến lên. Nếu dừng lại liền sẽ bị đại thủ bóp chết. Cảm giác này rất quái dị. Quay đầu nhìn Tê Chiếu cùng Diễm Thần liếc mắt, phát hiện hai người bọn họ đều đã nhắm hai mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Nếu như nói ban đầu thời gian của bọn họ còn rất dư giả, vậy bây giờ đã phải trân trọng lấy từng phút từng giây. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên linh cơ khẽ động, đem ngũ thải thần thạch cùng chấn nguyên bồ đề bảo thụ trong cơ thể đều tế ra, tính cả lá cờ mà trước đó lấy được bên trong tụ bảo bồn của Nguyệt Hoàng Tuyền, tất cả cùng đặt quanh mình. Kỳ thực khi làm như vậy, Tôn Ngộ Không cũng chẳng có thầm ý gì, chẳng qua là cảm thấy nơi này lực lượng pháp tắc nồng đậm như thế, dù sao bản thân mình muốn hấp thu cũng chẳng hết,
không bằng đem mấy món bảo bối đó lấy ra, xem bọn chúng có thể đạt được chuyển biến gì hay không. Xong xuôi, Tô Ngộ Không cũng nhắm hai mắt lại, ôm chặt tâm thần, bắt đầu thay thế hai đạo cao cấp pháp tắc, dùng 7 văn cùng 8 văn. Khi hoàn thành, thay thế hai đạo pháp tắc này, chính là thời khắc chuẩn bị xung kích cửu văn chí tôn. Sau đó, sẽ lập tức phục dụng hoàng tuyền tạo hóa quả. Bản thân nhất định phải rời đi khỏi nơi này, nhất định phải là như thế. Lần nữa tiến vào khoảng thời gian tuế nguyệt, ba người Tô Ngộ Không tất cả điên cuồng tu luyện, không lãng phí một chút thời gian nào. Bởi vì sự xuất hiện của hoàng tuyền tạo hóa quả, có thể nói ba người họ lúc này đã bị đưa đến tuyệt lộ. Nếu như không thể thuận lợi tấn thăng cửu văn chí tôn, từ đó phục dụng tạo hóa quả, đợi đến thời khắc, đám người họ phải rời đi khỏi chí tôn trì. Cho dù có chấn giới thiên bi áp chế, khí tức từ tạo hóa quả cũng sẽ bị lộ ra ngoài. Kết quả kia chắc chắn ai cũng đã biết. Cho nên, chỉ còn có thời gian 6 tháng, không thể tấn thăng cửu văn chí tôn, đó chính là chết. Nhưng bất luận là Tô Ngộ Không hay là Tê Chiếu, thậm chí là cả Diễm Thần, đều không hề lựa chọn trực tiếp đột phá cửu văn. Vẫn như cũ là dựa theo kế hoạch ban đầu. Đầu tiên, sẽ thay thế 7 văn cùng 8 văn lĩnh ngộ pháp tắc, đem hai đạo đạo văn toàn bộ thay thế thành đỉnh cấp pháp tắc, sau đó đang trùng kích cửu văn. Cách làm như vậy không thể nghi ngờ phong hiểm rất lớn, nhưng lợi ích mang lại đương nhiên không nhỏ. Nếu như không cách nào trong thời gian 6 tháng hoàn thành xong xuôi, đó chính là hủy diệt hạ tràng. Nhưng nếu như có thể thành công, trong hoàng tuyển thế giới lại xuất hiện 3 vị có thể hoàn toàn thay thế toàn bộ pháp tác cửu văn chí tôn. Như vậy bất luận là thực lực tăng lên hay là về sau dung hợp 9 đạo pháp tác, đều có những thuận lợi không thể đo lường. Đặc biệt là Tô Ngộ Không còn có được chấn giới thiên bi. Thứ này cũng ngang với việc trao cho Tô Ngộ Không một cái chìa khóa mở ra cánh cửa đến với cảnh giới đỉnh phong nhất trong vũ trụ. Nhưng là có thể đi đến được đó hay không, chỉ sợ còn phải xem tạo hóa của chính hắn. Mặc dù phong hiểm rất lớn, nhưng ba người họ đối với bản thân mình đều cực kỳ tự tin. Nửa tháng sau đó, ba người toàn bộ thành công thay thế đạo pháp tắc thứ 7, đem cao cấp pháp tắc thay thế thành đỉnh cấp pháp tắc. Sau đó, lại dùng gần 2 tháng thành công thay thế đạo pháp tắc thứ 8. Đến đây, mục đích của ba người họ khi tiến vào chí tôn trì lần này đã triệt để hoàn thành. Mặc dù Tô Ngộ Không có chút tiếc nuối, nhưng chưa thể bổ khuyết được đạo pháp tắc thứ nhất. Nhưng thực lực của ba người họ bây giờ đã được gia tăng lên cực lớn. Đem so sánh cùng lúc trước, cảm thấy là một trời một vực. Đồng thời Tô Ngộ Không trong lòng cũng cảm thấy 10 phần may mắn, còn nghĩ mà sợ. Bản thân trước đó với Tê Chiếu cùng một chỗ, băng vào chân giới thiên bi, chém giết không biết bao nhiêu, 8 văn cửu văn cường giả chí tôn. Hiện tại xem ra, đây tuyệt đối là dựa vào uy năng của chân giới thiên bi. Không phải vậy, chỉ bằng vào lực lượng bản thân, coi như có thể vượt cấp giết người, nhưng là tuyệt đối không thể dễ dàng như thế. Cảm nhận được trong lúc giơ tay nhấc chân, lực lượng linh hồn cường đại tựa hồ muốn tràn ra, cùng trong nháy mắt liền vận dụng pháp tắc lực lượng. Rất tự nhiên, ba người đều là lộ ra nụ cười rất hài lòng. Thế nhưng niềm vui ấy cũng không tiếp tục được bao lâu, bởi vì ba người bọn họ sau khi thay thế xong đạo pháp tắc thứ 8, vậy mà pháp tắc bất luận tu luyện hấp thu thế nào, tu vi cũng không thể tiến thêm được nữa, mà lại cũng cảm giác không thấy có sự đột phá. Đặc biệt là Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu có thể rất rõ ràng cảm giác được tự thân lực lượng linh hồn cùng pháp tắc tựa hồ đã đạt đến một trình độ bão hòa, bởi vì năng lượng hấp thu căn bản là không có cách nào luyện hóa, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ xói mòn. Thật giống như bản thân biến thành một cái chén đã chứa đầy nước, cũng không còn cách nào dung nạp dù chỉ là một giọt. Còn những thứ nước đó lại không cách nào đem cái chén biến hóa thành một cái vạc lớn để chứa đựng thêm được nhiều nước hơn. Tình huống của Diễm Thần mặc dù có tốt hơn một chút, nhưng nói cho cùng cũng không đáng kể, chỉ có thể miễn cưỡng hấp thu thêm một điểm mà thôi. Cứ như vậy liên tiếp 7 ngày, ba người đều là vô kế khả thi, ngay cả là với kiến thức của Tê Chiếu đều không có biện pháp gì. Năm đó khi hắn còn sống, thời điểm tấn thăng cửu văn chí tôn, căn bản cũng không có gặp phải chướng ngại gì quá lớn. Tự nhiên cứ như vậy liền tấn thăng. Hiện tại gặp phải loại hoàn cảnh trớ trêu này cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay lúc ba người quyết định chắc chắn, dự định trực tiếp phục dụng hoàng tuyển tạo hóa quả, dùng lực lượng tạo hóa khổng lồ đột phá ranh giới cửu văn chí tôn, Thảo Mai lại trở về. Đây lại thêm một lần nàng ta rời đi rồi lại quay về, như cũ cũng chỉ là một người, còn tiểu hồ ly vẫn không thấy đâu. Thảo Mai đi vào lần đầu tiên
liền thấy ba người Tôn Ngộ Không, mỗi người đều là một mặt bì lụy, ngồi quanh cột sáng do chấn giới thiên bi tạo ra, đem bàn tay hướng về phía ba viên tạo hóa quả kia. Các ngươi định làm gì vậy? Không có dấu hiệu muốn đột phá, các ngươi cầm tạo hóa quả để làm gì? Nhìn thấy vậy, Thảo Mai trực tiếp nghiêm nghị hỏi. Nghe thấy Thảo Mai chất vấn, ba người nắm tay đều rụt trở về, lúng túng nhìn lẫn nhau một chút. Cuối cùng vẫn là Tê Chiếu mở miệng nói, không phải chúng ta muốn ăn nó sớm, mà là khoảng chừng 7 ngày này. Thực lực của chúng ta không có chút nào tiến bộ, mà lại cũng cảm giác không thấy có dấu hiệu đột phá. Cho nên, định dùng tạo hóa quả để phá tan chướng ngại, Cửu Văn Chí Tôn. Nếu không, cứ tiếp tục như thế, chỉ e đến khi kết thúc kỳ hạn, chỉ còn con đường chết. Nghe Tê Chiếu nói xong, Thảo Mai rõ ràng là hơi kinh ngạc, dùng ánh mắt như nhìn thấy một thằng ngốc chằm chằm soi vào Tê Chiếu. Sau đó lại hỏi Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần rồi nói, hai người cũng nghĩ như vậy sao? Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần liền vội vàng gật đầu, ra hiệu bản thân không phải thèm ăn. Nhìn thấy hai người Tôn Ngộ Không vậy mà cũng gật đầu, Thảo Mai lập tức cười khổ, một tay che mặt nói, thật không thể tin được, chẳng lẽ các người tu luyện chưa từng gặp phải chướng ngại sao? Chẳng lẽ không biết hiện tại vì cớ gì lại như vậy ư? Ba người đồng thời nhìn nhau cùng lắc đầu, mà lại ánh mắt dường như của những kẻ vô tội, ngơ ngác không biết gì. Thật sự là không chịu nổi ba người các ngươi, đúng là thứ đồ quái thai. Đây, cầm lấy đi, dùng miệng nhai lấy rồi nuốt vào. Nói xong, Thảo Mai từ trong ngực móc ra ba cây cỏ nhỏ, màu xanh mơn mởn, lần lượt đưa cho ba người Tôn Ngộ Không. Nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của bọn họ, Thảo Mai tức giận giải thích nói. Cái này gọi là hóa đàn thảo, tác dụng duy nhất chính là hóa giải trầm tích linh khí, tích tụ trong cơ thể của các ngươi. Do việc sử dụng đàn dược, dược lý cùng với các loại tài bảo dẫn đến. Thật sự là chịu thua với các ngươi, thậm chí ngay cả một điều bình thường như thế cũng không biết. Ba người đều là một mặt hổ thẹn, vội vàng mấy ngụm đem cây cỏ nhỏ kia nhai nát, sau đó nuốt vào. Mặc dù không biết hai người các ngươi đã ăn thứ đồ gì, nhưng còn Diễm Thần trước đó phục dụng hai viên hỏa dược, tối đa cũng chỉ có thể luyện hóa được một nửa, còn lại dược lực toàn bộ chồng chất cùng một chỗ. Cho nên người mới cảm giác trong cơ thể năng lượng tràn đầy, nhưng lại không cách nào tấn cấp. Đúng rồi, ta thực sự rất hiếu kỳ, hai người đã ăn thứ gì mà trong cơ thể tồn trữ năng lượng kinh khủng như thế. Nghe được Thảo Mai giải thích, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu chợt nhớ tới trước đó, khi gặp được Tiểu Hồ Ly, liền bị dẫn dụ tới chạm trán với Quỷ Thánh Giáp bên trong sơn cốc kia. Quỷ Giáp trước khi chết đã đem thần châu của mình một phần thành hai, đem tan vào cơ thể của bọn họ mỗi người một nửa. Vốn cho rằng nó đã sớm hòa tan, không nghĩ tới lại là một mực chồng chất tại thể nội. Tôn Ngộ Không coi như xong, bởi vì trước kia chưa bao giờ đạt đến cảnh giới thực lực này. Thế nhưng còn Tê Chiếu theo lý mà nói thì không thể nào không phát hiện được. Nếu thực sự như vậy thì cũng chỉ có thể cho rằng nhục thân của Tê Chiếu thực sự có chỗ quái đản. Tê Chiếu khi còn sống quyền cao chức trọng, có thể nói là cũng phục dụng vô số tiên tài địa bảo, linh đan dược hiệu. Thế nhưng cũng bởi vì liên quan đến tư chất của nhục thân, bất luận là đan dược gì, chỉ cần hắn nuốt vào, không quá 3 canh giờ toàn bộ đều sẽ bị triệt để luyện hóa. Căn bản không có khả năng tồn tại tình trạng tồn dư ứ động. Mà lại Tê Chiếu, từ ngày đầu tiên tu luyện, mãi cho đến khi trở thành đỉnh cấp cường giả, đều chưa từng gặp phải nửa điểm chướng ngại. Thực lực tăng lên vẫn luôn là tự nhiên như nước chảy thành sông. Cho nên hôm nay, gặp phải loại tình huống này, Tê Chiếu thật là không biết nên phải làm sao. Mà Diễm Thần cũng kém không nhiều, bởi vì thân thể có tính đặc thù, cũng căn bản không hề gặp phải rào cản nào. Mà lại hắn bình thường cũng không có phục dụng đan dược gì, thực lực tăng lên ngoại trừ tự chủ tu luyện, chỉ cần không ngừng thôn phệ các dạng hỏa diễm là được rồi. Cho dù có vài thứ linh khí quá mức cường đại, nhưng khi đi qua bản mệnh hỏa diễm của bản thân luyện hóa cũng toàn bộ bị hấp thu. Dưới sự giám sát của Thảo Mai, ba người thuận lợi nuốt hết hóa đan thảo kia. Rất nhanh, trên người bọn họ gần như đồng thời dâng lên từng đợt bàng bạc năng lượng. Cuối cùng, ba nguồn lực lượng dẫn dắt ma sát lẫn nhau, cuối cùng thậm chí tạo thành một cơn bão năng lượng. Chẳng qua bởi vì thân ở bên trong cự tháp, cho nên mặc dù năng lượng phong bạo kia có mãnh liệt thế nào, cũng không mảy may lọt ra ngoài được một chút. Thảo Mai lúc này cũng là một mặt thần sắc khẩn trương, một đôi mắt to chăm chú nhìn chằm chằm ba người bọn hắn, đồng thời thần thức ào ạt tuôn ra, cẩn thận dò xét lấy tu vi của ba người. Cũng may sắp đột phá, trước tiên phải đem tạo hóa quả giao cho bọn hắn. Rất nhanh,
năng lượng phong bạo kia liền đạt đến một cái đỉnh điểm, sau đó lại bị ba người hút hết vào trong cơ thể. Đột nhiên, Tê Chiếu mở hai mắt ra, cùng lúc, ngón tay của Thảo Mai khẽ động, một viên hoàng tuyển tạo hóa quả đã bay đến miệng của Tê Chiếu. Tê Chiếu hé miệng, dùng sức khẽ đón lấy, liền đem quả này nuốt ngay xuống. Cơ hồ là ngay khi Tê Chiếu nuốt xuống tạo hóa quả, Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần cũng là một trước một sau mở hai mắt ra. Thảo Mai hai ngón liên động, hai viên tạo hóa quả còn lại cũng bị Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần nuốt vào. Trong nháy mắt cả gian phòng trở nên lặng ngắt như tờ, đến nỗi cây kim rơi cũng liền nghe thấy. Mà lại, cơn bão năng lượng mới vừa rồi cũng đột nhiên lặng lặng, không có một chút tiếng vang. Tê Chiếu, Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần cũng toàn bộ lần nữa nhắm hai mắt lại. Ba người Tô Ngộ Không sau khi thuận lợi thay thế hai đạo pháp tắc cuối cùng, mặc dù gặp một chút vấn đề trục trặc, nhưng sau khi phục dụng hóa đàn thảo thì dường như đã sắp đột phá đến cảnh giới cửu văn chí tôn. Câu chuyện này sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 126. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Siêu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 125, Hoàng Tuyền tạo hóa quả, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân. Nếu cảm thấy thú vị, xin chào và hẹn gặp lại.